Đây, miếng đất trống này có lẽ là dự án Charm City của chúng ta. Phía trước mặt các bạn là tòa tháp Charm Plaza. Đây, phía dưới tòa tháp là có một cái hồ bơi. Hồ bơi này diện tích cũng khá là lớn ha. Bên cạnh hồ bơi nó có một cái sân bóng, gọi là sân bóng đá mini. Đây, sân bóng đá mini. Sân bóng đá mini này có lẽ được một đội bóng được 5 người. Sân cỏ nha bạn. Sân cỏ không phải cỏ nhân tạo nha, cỏ thật 100% nha. Bên cạnh Charm Plaza là có trung tâm thương mại Vincom của tập đoàn Vingroup. Thì như các bạn thấy đang xây dựng bên cái phía mà cao phía trên đó, đó là trung tâm thương mại Vincom. Kế bên trung tâm thương mại Vincom, tập đoàn Vingroup còn xây dựng thêm những cái căn giống như là biệt thự, nhưng mà đó, thông tin của Vincom đó là một những cái căn shop house. Những căn shop house này thì theo dự kiến là sẽ phục vụ cho những cư dân ở đây là Charm Plaza và phía bên bãi đất trống này. Tương lai nó sẽ là những cái tòa tháp của Charm City của tập đoàn DCT. Thì hiện nay với cái quỹ đất trống này thì các bạn thấy là chưa thấy gì hết, nhưng mà tương lai chỗ nơi này sẽ trở thành gọi là quỹ đất vàng ha. Tại sao? Tại vì khi mà tòa tháp này xây dựng lên á, thì cái giá trị, ngoài cái giá trị của bản thân nó, thì bên cạnh nó có giá trị của tập đoàn Vingroup, đó là trung tâm thương mại Vincom, sẽ làm giá trị cho khu vực này sẽ tăng cao. Thì lúc nãy mình đi vô trong Charm Plaza này thì những cư dân trong đây nhìn cũng khá là sang trọng. Thì quanh khu vực này á, thì căn hộ chung cư mà với cái số lượng tầng như vậy thì cũng mình chưa thấy. Thì Charm Plaza là một trong những tòa tháp gọi là số lượng căn hộ là nhiều nhất khu vực này tại Dĩ An, Bình Dương. Cái quỹ đất chỗ khu vực này là ngay ngã tư, đúng không các bạn? À, mình quay lại mình view cái hồ bơi một tí nha. Nhìn cái hồ bơi cũng khá là đẹp, nước đây khá là sạch ha. Hồ bơi này chắc là được chăm chút từ bộ phận ban quản lý khá là kỹ, nên cái nước ở đây khá là trong xanh sạch. Mình đi di chuyển lại gần phía khu vực xây dựng của Vincom ha. Thì tiến độ của Vincom á, là như bạn thấy nè, nó cũng sắp hoàn thiện rồi. Thì mà khi Vincom hoàn thiện trước á, Vincom hoàn thiện trước cái Charm City, chỗ cái bãi đất trống này á, thì khi đó sẽ thu hút một lượng khách hàng đến khu vực này rất là đông. VinCity là mình bắt đầu triển khai là giai đoạn đầu tiên của dự án Charm City. Charm City là, xin lỗi hồi nãy mình nói nhầm ha, mình Charm City chứ không phải VinCity. Là Charm City là giai đoạn đầu tiên của dự án luôn, nên những cái bạn nào muốn đầu tư giai đoạn đầu. Ở Charm City thì hãy nhanh chân booking, liên hệ với mình có số hotline ở bên dưới nha các bạn. Thì các bạn hãy liên hệ ngay với mình để nắm thêm thông tin về dự án Charm City, chỗ cái bãi đất trống này nè. Đó, bãi đất trống ở đây hiện nay thì nó là bãi đất trống, nhưng 1-2 năm nữa nó sẽ trở thành một cái nơi gọi là căn hộ sầm uất, có thể nói là bậc nhất tại Dĩ An mình luôn, tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.